Vâng, em Đô xin mến chào toàn bác nhá. Và trong video clip này lại một clip thông báo hàng về, cũng như là thực sự là em đã hết hàng cả nửa tháng nay rồi. Hôm trước có rất nhiều bác gọi điện em bảo là có đặt hàng nhá, nhưng mà em bảo một tuần nữa về hàng, nhưng không ngờ nó về trước được, thêm về sớm hơn dự định khoảng một tuần. Đây, hôm nay em làm clip luôn, trong clip hôm nay về hàng về để thông báo anh em trên kênh là Hiếu Minh đã về hàng mẫu quản lý nguồn, hay còn gọi là lọc nguồn cao cấp. Cái dòng này em đã bán ra thị trường đi biết bao nhiêu vạn cái rồi. Những bác nào đã chơi và sử dụng dòng này thì cho em một comment và bình luận ở bên dưới nhé. Một dòng quản lý nguồn hay còn gọi là lọc nguồn cực kỳ cao cấp và giá thành hợp lý. Với sản phẩm này thì hiện tại bên Hiếu Minh đang bán theo cái chính sách gọi là hỗ trợ giá, là bán để lấy tương tác thôi. Nó gần như không có lợi nhuận, nhưng có lợi nhuận nhưng rất là thấp. Đấy, khẳng định luôn, và giá tốt nhất thị trường Việt Nam luôn. Bác ở đâu tham khảo thoải mái, ở đâu rẻ hơn em, em fix thêm cho 500.000. Ok chưa? Ở đâu rẻ hơn em fix thêm 500.000. Đấy, trời thế khô máu. Và trêu thôi, nhưng báo cáo bác thì hôm nay số lượng tiếp tục về rất là khủng bác nhá. Tổng em về là 400 chiếc quản lý nguồn chính hãng của MBS 900 Pro. Phiên bản này thì đã được gọi là cập nhật mới nhất cho các anh em cũng như bác ở phần đó lọc nguồn. Cái thứ hai nữa là cái phần các cái phần chân trước nó sẽ chắc chắn hơn và dây nguồn lớn hơn. Số lượng hôm nay về tổng cộng 400 chiếc anh nhá. Số lượng lúc nào thì mình về rất là khủng luôn. Vì bài dòng này bán rất là chạy nên em bán không đủ cấp luôn. Hôm Tết em về gần 1.000 chiếc, em quay trực tiếp cho các bác rồi đấy. Thì hôm nay về thêm 400 chiếc này. Mỗi thùng này 5 chiếc thôi nhá. Mỗi thùng này 5 chiếc các bạn. Mỗi thùng này 5 chiếc. Mỗi thùng này là Hiếu Minh là 5 chiếc thôi nhá. Series MBS 900 Pro. Đấy. Thì nói đến các mẫu là quản lý nguồn nói chung thị trường và nói riêng tại đơn vị Pro, thì riêng đơn vị em là đơn vị bán có thể nói là nhiều quản lý nguồn nhất trên thị trường Việt Nam này. Tại sao lại nói như vậy? Tại vì là thứ nhất là một số cái mẫu mà em nhập khẩu trực tiếp, và cái thứ hai các hãng thì em đều bán full mã. Nên nếu nói về quản lý nguồn bên em hay gọi lọc nguồn thì bên em đang bán tổng cộng nó phải rơi khoảng mười mấy mã quản lý nguồn. Riêng DB nó đã rơi khoảng độ 5 mã rồi. DB đã 5 mã, JD 3 mã, Adni 2 mã và MB 3 mã. Tổng là mười mấy mẫu quản lý nguồn thôi nhá. Riêng mẫu quản lý nguồn cũng đã mười mấy mẫu rồi, phục vụ anh em cũng như bác. Nên chính vì nhập số lượng nhiều vậy nên mức giá rất là tốt. Hiện tại xin nhắc lại là mẫu quản lý nguồn MBS 900 Pro hiện tại bên Hiếu Minh vẫn áp dụng cái chương trình khuyến mãi thời điểm Tết này. Ra Tết này là do là tiền tệ lên cao, cũng vận chuyển lên cao, đáng lẽ phải giá bán tăng giá hơn, nhưng Hiếu Minh vẫn áp dụng chương trình khuyến mãi bán xả lấy tương tác cho anh em với mức giá là 1.550.000 đồng. Giá trên em Hiếu Minh chào bán tại cửa hàng thôi nhá, ship nó hết tầm khoảng 4 đến 50 thôi các bác ạ. Thì đây, dòng này thiết kế một tầng ba tầng lọc không nhá. Thứ nhất điều quan trọng này, các mẫu quản lý nguồn khác thị trường nó sẽ không có cục lọc này đâu nhá. Nó sử dụng cục lọc Mexico rất lớn luôn nhá, cục lọc Mexico lọc nhiễu. Cái thứ hai nữa là nó sử dụng là hai tầng lọc, một tầng lọc quận cảm và hai tụ lọc ở từng cổng. Nghĩa là mẫu quản lý nguồn này nó tích hợp tất cả cổng đều có lọc, dù cả cái hai cổng trước là hai cổng điện trực tiếp thì đều thông qua lọc hết luôn nhá. Nghĩa là tất cả cổng đều xử lý qua ba tầng lọc. Cái ba tầng lọc rất quan trọng luôn nhá. Ba tầng lọc này nó sẽ đáp ứng cho bác tiêu chí đó là giảm tình trạng sôi xì trộn dàn. Cái thứ hai giảm tình trạng rú rít. Cái thứ ba là an toàn cho thiết bị và các bác đâu bị dò điện. Cái thứ tư nữa là nó có automat để đảm bảo cho bác tình trạng như sét đánh, chập điện. Đấy. Các bác chơi những dòng này như là sét đánh chập điện là không phải lo nhá. Nó bảo vệ cho an toàn cho bộ dàn bác. Cái vật này gần như là gọi là đi ra chiến trường gọi là thanh niên xung phong đấy, gọi ra chiến trường đấy. Nhà xung trận trước đấy, gọi là đầu trận đấy. Bảo vệ cho thiết bị của bác an toàn. Những bác nào đang chơi những bộ dàn dù có 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu, 30 triệu hay 40 triệu thì quản lý nguồn là thiết bị không thể thiếu được cho bộ dàn các bác. Đây quan thì nó nhảy từng kênh này. Đấy, hệ thống tự động nhá. Switch. Đấy. Nhà bảo vệ cho an toàn cho bộ dàn của bác. Vì bây giờ em hỏi các bác một câu đơn giản là bác cháy cái loa, cháy một cái bát thôi hay cái chép thôi, giá trị loa nó khác nhau rồi. Giá trị đã mất đi giá trị rất là nhiều rồi. Nhưng quản lý nguồn thì cực kỳ nó giá bởi nó êm hơn so trước rất nhiều. Trước đây những cái mẫu không có lọc thôi đã bán hơn 2 triệu đến hơn 3 triệu rồi. Nhưng bây giờ thì đa số em bán thì đa số là cái mẫu quản lý nguồn đều có lọc. Còn các hãng khác em nói thật sự luôn, như cái bản thân JD hay DB, PS hay TD hay là Adni mà bán những mẫu 3 tầng lọc này thì không có giá này. Nhưng mẫu này em bán loại sản phẩm gọi là lấy tương tác thôi. Em bán cho bác nhá, xin lưu ý này, là hàng nguyên đai nguyên tem này. Em mở một con sẵn thì đứt tem thôi. Em bán cho bác nguyên đai nguyên tem, về anh em mở ra xem thoải mái thôi nhá.
Hàng bên em bán ông nguyên ra nguyên tem thật, nhưng các bác được quyền mở xem ruột thoải mái luôn. Vì em bán em ở đây em muốn là gì? Các bác dùng những sản phẩm bên em rồi, mai các bác dùng chất rồi, bền rồi, giống như em nói không? Và bác giới thiệu bạn bè ủng hộ em, đấy là điều quan trọng nhất. Gọi là đây gọi là sản phẩm, gọi là đối với em gọi là sản phẩm chim mồi. Chim mồi là gì? Bán gần như không lợi nhuận, gọi là sản phẩm bán đến tương tác. Vì bản thân kênh Hiếu Minh Auto là cái kênh không mất tiền quảng cáo, em đăng lên thì bác biết rồi, những cái bác em với 15 năm làm nghề, các bác cứ check YouTube đấy, em những ngày đầu tiên em làm nghề rất lâu năm nay, 15 nay rồi, phục vụ anh em rất lâu năm rồi. Ngoài chữ tín ra, em muốn những bác nào mới chơi, mới đam mê thì bác trải nghiệm những sản phẩm chất lượng, giá thành hợp lý tại đơn vị Uno. Không riêng gì mỗi quản lý nguồn mà tất cả những sản phẩm khác cũng vậy. Thì nói quản lý nguồn, cơ chế hoạt động của nó đây. À, một người ra đây cái Tiến ơi. Đây cơ chế hoạt động này bác này. Bác tắt bật nhé, chuyển vào siêu quick này, tắt bật này. Đấy bác thấy không? Tắt bật từng cổng nhá, tắt bật từng cổng này, thấy chưa? Đấy. Hoặc các bác muốn tắt bật từng cổng đây, cũng nha. Quản lý được cái bị bác tắt đi, không muốn tắt tổng này thì nhảy từng cổng, nhưng mà bác muốn bật 3 cổng thì thôi chẳng hạn. Đấy bác bật 3 cổng nha, cắm 3 thiết bị thôi thì bác cắm bật từ 1 đến 3 thôi. Cắm 4 cắm 5 năm này. Đấy. Còn đâu tắt bật đây. Cái dòng này rất là hay, là trước nó có lẫy chống giật luôn nhá. Đây các bác nhìn lẫy lẫy đen không? Cái lẫy lẫy chống giật cho trẻ nhỏ nhá. Lẫy chống giật cho trẻ nhỏ này, rút ra đi. Đang cắm con đầu tiên à. Đúng không? Thôi rút ra đi. Rút ra tôi đi, để tôi quay đằng sau. Có lẽ chúng giật không nhá, màn hình LED, LED hiển thị vôn lớn, phím là phím mềm, cực kỳ xịn sò, automat, dung lượng cao, đấy, chịu đựng rất là cao nhá. Và cái lỗ chống giật đằng trước cho trẻ nhỏ này cực kỳ an toàn, cũng đằng sau đấy. Đằng sau thì bác để thấy đây, nó nhích lên, đằng sau này, bác thấy là tất cả các dây của nó là dây lẫy đồng hết này, lẫy đồng. Đồng 100% dây quịch nhá bác nhá, dây nguồn liền lớn. Nói chung là cái dòng này review quá nhiều rồi. Các bác chỉ gõ một cái từ khóa quản lý nguồn S900 ra ngay. Bình thường em bán những con gọi là sức sức xấu xấu, em bán thanh lý các bác rẻ 1-200 bác đã lấy hết rồi. Nên em bán hôm nay về hàng mới và để phục vụ ngay cho bác và đáp ứng nhu cầu hôm trước em giảm lợi đơn bác thì hôm nay em quay luôn cho bác luôn. Thì quan trọng là ba tầng lọc thôi nhá. Một con lý nguồn chất bác sẽ nó khác nhau này. Các cái cần dây dẫn nó này. Là dây cắm hết bác nhá, dây cắm bọc hết này. Các bác để những câu mẫu quản lý nguồn khác mà anh em mở ruột đấy, các điểm này không có bọc hề đâu, nó cắm chơ ấy. Và thay nó không có cáp như của em đâu, nó toàn là dây hàn thôi. Đây này, cái mẫu này em đã bán bao năm nay, bác nhìn rồi, hãng hoặc đang hãng sản xuất này, rất tỉ mỉ từ cái mối tiếp đất này, không hàn nhá, kẹp rất chắc chắn, có bao biết thôi thì nhá, bao bọc này lẫy này, nó chắc chắn lắm các bạn. Họ đây là một cái công ty họ chuyên sản xuất mẫu này rồi, nên họ làm rất là chắc chắn. Vào cái màu đồng này, cục lọc này màu sậm này, rất là chi tiết và tụ vậy sắc nét, nó không bị dại. Bác nhìn từ cái linh kiện này không bị dại đâu nhá, nó khác biệt nhau ấy. Nên tại sao em báo rồi, hàng em bán ấy các bác về mở xem thoải mái, em bán cho bác nguyên đai nhưng bác có quyền mở ruột ra xem thoải mái thôi nhá, mở ruột ra xem thoải mái đó là khẳng định rồi, đỡ khỏi nó phải nói nhiều. Tính em là rất thẳng tính luôn. Và hôm nay Hiếu Minh một lần nữa xin nhắc lại là Hiếu Minh tiếp tục thông báo hàng về và cái mức giá áp dụng cho anh em với mức giá là 1.550.000 đồng giá trên trả bán đại hàng, mẫu quản lý nguồn tích hợp 3 tầng lọc, giá là mẫu quản lý nguồn tốt nhất tại trường Việt Nam cũng như là cái giá hợp lý nhất. Anh em có nhu cầu thì ủng hộ em và xin ái chào tạm biệt bác nhé.